xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cho lục mình. Mình là Dung ở đây, thì hôm nay C3 đây. Thì hôm nay em xin giới thiệu nô le thì trước khi chơi thì mình like một xem kỹ nha. Rồi thì đợt này mình đang chơi luyện chơi Elector để chống Florentino với cả Triệu Vân. Thì mình khá là ghét bọn đấy. Không phải là mình không đánh được mà Flo mình đánh ngu thật. Nhưng mà ấy mình thì mình không đánh được. Này không chế này. Nhờn. Đừng đùa với Elector nha mẹ. Elector khống chế hơi nặng đấy. Trận này lại còn có cả Florentino để test sức mạnh rồi. Ngon rồi. Đòi solo kill. Giống tới hai người đi hả? Giống tới hai người ở đây hả? À đúng rồi, ra đây. Chết đỡ rồi. Nhờn. Đòi solo kill à hả? Thấy support đẳng cấp chưa? Nhờn. Van heo này tối chặn đầu không cho ra. Ui giời. Em xin lỗi anh mu, xin vĩnh biệt cô. Nè, mình biết ngay mà kiểu gì thằng mu nó giả chém đấy. Giờ mu kiểu ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Kiểu thế các bạn ơi, trận này nhường Nga đây hai mạng rồi nhá. Mình làm sao phụ trợ được mình này có Florentino à. Được rồi, mày chết. Trận này mình sẽ đi kẹt cái AD khóa chúng nó lại xong rồi để cho nó đi. Xịt mấy phát là hẻo ngay mà. Thì mình khá thích con này ở chỗ dọn lính mà nó dọn lính siêu nhanh luôn. Đầu game dọn lính siêu nhanh luôn, chỉ cần đứng đây và farm thôi. Không cần thiết. Nhưng quan trọng là phải thả chúng cho hai đời. Rồi. Hello mấy cưng. Anh mù ơi, thế mà nó thả trốn được sao nó trốn được ulti của mình vậy? Vô lý thế nhở, ảo. Rõ ràng mình nhớ là Eletto mù ra thì làm sao trốn được ulti của Eletto nhở? Nó lên giày kiên cường à? À đâu, nó lên giày đâu, buồn cười nhở, game này buồn cười nhở, game lỗi rồi các bạn ơi. Tại sao quả đấy nó lại có thể thoát được nhỉ các bạn nhỉ? Nó không lên giày kiên cường thì làm sao nó bấm chữ 2 được? Hello mấy cưng, anh đến rồi đây. Mình sẽ khóa thằng AD nó lại. Đau chưa? Anh là sát thương thuần phép, chú chỉ là một con AD nháy sát thương phép thôi. Không có đủ cửa để ăn đâu, nhớ đấy, làm sao? Sao mà đỡ được? À, mày đòi săn AD tao này, đòi solo kill này. À, mình bị choáng. Ấy, AD. AD ơi, để nó ăn 2 kill kìa. Mẹ, bây giờ hẹo liên tục như này. Bực lắm rồi nhá, AD thì mình chán quá. Không đi theo AD nữa. AD tưởng thế nào, quá ra củi, non. Thôi, qua đây săn con Jill được bạn ạ. Jill với cả anh mũ thôi chứ không ấy nữa. Bực AD quá, AD bây giờ chả làm được cái khỉ gì. Chí mũ liếm mà giỏi. Thằng mũ vào đây, mu ơi. Hello mu nhà. Mu giờ hết thời rồi. Không còn là mu của ngày xưa nữa. Anh con không còn là mu của ngày xưa đâu. Ngày xưa cũ. Này thì ơi, nó chạy kìa. Chủ bắn không có hẻo con ạ. Ok, Florentino này mà gánh được team thì từ từ. 10, 9, 8, 17. À, tao là Elector đây. Tuổi. Ồ, chết luôn thằng Flo rồi. Ha, gây lý. 7, 6. Mình cần là, kiểu là không chưa ulti hồi nhanh là mình chấp tất. Nhìn này. Và đây là Elector. Đánh đi, đúng rồi, hay lắm. Đúng là con trai của ta. Ha. Ôi giời, mu thì vẫn chỉ là mu thôi. Ok anh em qua săn con AD đi nó này. 19, 18, 17, 16, và từ từ. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ôi, qua giúp AD này. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, let's go. Được rồi, đi thôi. Hy vọng đừng có con nào choáng nhá. Anh em lao vào cấu hết chiêu choáng nó đi. Giờ con đoàn heo nó chạy đằng rời. Ban heo ạ. Mày chạy đằng rời. Rồi, mày chết. Tụi à. Mày chết. Lên cái sách thánh cái gì? À, sách truy hồn nữa cho chất nhờ. Con này tuổi ngay. Ôi, anh chỉ anh hết mana rồi. Không sao, chúa phụ em. Sao gấu chơi chán thế nhở, gấu bị thằng Flo nó hành à? Gấu, có hành lắm đâu, à được. Mình thấy bóng ai đó nhẹ nhàng. À nơi đây là bóng mai chó nhẹ nhàng. Nhờn,
Flo đâu, Florentino đâu? Á à, đù, mày không chừa tội lần trước à, Van Heel? Mày chết, mày chết. Ai nó đồng đội nữa đây, mình không thể nói được. Qua đây con. Nhân, nhân. Sợ chưa? Đã biết sợ là gì chưa? Hả, đã biết sợ là gì chưa? Mình chưa thể đánh được quan ạ, do team ấy quá. Team nó toàn với con cơ động như này thì. Nhân. Này, này thì đứng đây với team anh này láo, này láo này. Gần chết. Và đây là mu rát này thì team bạn này Florentino đâu ra múa ở đây xem nào. Sợ, em ấy từ là chỉnh trở lành hình đấy, đừng đùa. Rồi, qua đây. À, mình lên thêm sách truy hồn nữa là mình xin thêm cái tuổi của con Mu. À không, Mu không lên đấy đâu. Xin tuổi của con ấy luôn nhá. Xin cái tuổi của Florentino luôn nhá. Cân Flo luôn. À ơi từ từ. Từ từ khỉ ơi. Đổ ngu. À đổ, à đủ. Tú có người yêu, Tú có người yêu quá ghê gớm. Và Tú có người yêu, Tú có. Này thì Tú nè, này thì Tú nè. Chơi ngu quá, hay. Được, hào hán. Hào hán. Ok. Ulti của mình bắt đầu hồi nhanh rồi. Trận này đi. Thơm ngon. Mời bạn. À. Anh à, đủ. Anh mu. Anh mu thì kinh rồi. Qua xuống giúp gấu này. Anh em xuống giúp gấu này rồi. Thôi thế thì để chỗ cũng được. Kéo trận này anh gấu anh không qua khỏi rồi. Anh bị ép như thế này cơ mà đấy. Không sao. Sự hy sinh của anh xứng đáng với tất cả những gì anh có. Xem nào. Florentino chỉ cần lên múa rồi mình sẽ khóa nó lại này thì Florentino bắn đi em ơi, bắn đi Florentino này, Florentino tốc biến chạy ơi không đừng, tại sao lại để con support? Ồ thôi con này mình cũng tèo theo rồi. Ờ mấy con support team nó đánh kinh quá, nó là sát thủ thì vốn dĩ nó là sát thủ mà team mình chặt thằng nó tanh cả chê đồ ngu rồi nè, cút mẹ đi. Rồi rồi ô tiền mình rõ là nhiều, à không tiền mình nhiều hơn con đấy chứ. Đừng mít này, khỉ ơi, đừng mít này. 8, 7, 6, sắp lên được cái kia rồi, mày chết Flo ạ. Flo đâu, anh em bành Florentino đi chứ còn gì nữa. Nhân. Được rồi, lên thêm cái quả vương niệm hẹt cái ti này nữa là xin ti mạng cái tuổi luôn. Đá đù, gym không chim đá. À, nhân này, láo này. Láo với gao hả mày, đừng có đù nha. Ê, Vio, đừng đuổi cái con gym không chim nữa, nó đấm cho giờ. Các bạn đừng có đuổi, đấm cho đấy. Tí thì chết kìa. Đuổi. Đu. Này thì láo đấy. À đau đấy. Rồi à, qua xem anh Florentino. Ui Florentino. Quá ghê. À đu. Quá ghê gớm. Florentino ơi, anh Flo hẹo rồi. Bị anh khỉ anh dã rồi. Ngu người. Kể ra Elector cũng có sát thương chuẩn ghê phết mà giờ mình mới biết đấy. Mình ít chơi con này nhưng mà trận trước mình vừa thấy cái thằng Triệu Vân nó đánh kinh quá nên mình sợ quá là mình đi chung đồng đội. À ơi không mình sẽ khóa cái con ai nha, Diu không chim nha. Nhờ này bắn đi nhưng mà bắn đi này. Ui chịu Vio đấy. Không sao, trận này gánh team các bạn nhá, trận này mình sẽ gánh team cho các bạn xem này đấy. Chơi sướng như thế này, Elector chơi sướng. Giờ mình, ngày xưa mình cứ tưởng Elector mình một mình đi sốc đam một con nhá. Mình ảo tưởng, á đừng. Qua lại đập anh Florentino. Florentino mày. Này đi Florentino, bắn đi em ơi, bắn đi, bắn mạnh lên, teo. Này, không làm mà vẫn có ăn con ạ. Ấy, thơm ngon. Nó dùng con tí, nó chạy á, chứ tưởng dùng con tí. Vâng, anh Mu đã quay trở lại. 8, 7. Thôi đừng ăn con kia. 5, 4, 3. Này, áo tự sức mạnh này, Hách não. Ui, khỏe con này lại. Ôi, hay. À, đau. Editor, ui. Yes. Tuổi. Double kill luôn. Ui, trận này mà có MVP thì thôi. Nhá, trận này không em pin thì thôi nghỉ chơi Editor đi nhá. Ui chết tỏ rồi, Tú có người yêu ra rồi. Vâng, Tú có người yêu. Ui giời, Tú có người yêu bị anh gấu anh đánh gần chết này. Ui chị nè. Ô sao con Nata nó bù liếm kinh thế nhở, nãy giờ nó tắn bù liếm được con ạ. Cậu chờ anh em lao vào đấy, không phải là hảo hán, vì hảo hán là phải lao vào trước để sống sót. À lộ, để chưa chơi đồng đội đúng không? À hết tiền tiêu diệt cả địch mới đúng, chưa chơi đồng đội thì làm sao được. Vio ơi, cho chị đi phá rừng làm gì? Chị có đi đường đâu? Mình có bùa xanh này ngon. Hello. Không được rồi.
Đợt này đi đi support thích phết quá ạ. Biết thế mình trước giờ mình toàn biết thế giờ mình mang hai mang ấy đi support. Letter đi. À, con chim không chim kia nhớ, mày đã có ý định rồi. Ý định không tốt rồi đấy. Mày đã có ý định cướp bùa không tốt với anh rồi là mày chết rồi con ạ. À đù, ôi kinh. Bạn thì kinh rồi. Ơ chết rồi, con này ạ. Bạn áo top top này, áo top top này. Này thì nhờn, đừng đùa với cả Elector nghe chưa. Elector, mình thấy Elector khá là nhiều người dùng ấy chứ, khá là nhiều người chơi ấy chứ. Mỗi tội là hơi ấy thôi. Nhờn, cháu uy, mình định là anh chết thì cũng phải xích chết được và lo lại. Nhưng mà không được, con ạ, gì không chém chết chưa. Hỗ trợ 12 luôn, tiền nhiều nhất team luôn. Và đây là khỉ không chi, à khỉ không có chi rồi. Khỉ không đi được con ạ. Bỏ cho mấy phát được chết. Khỉ xịn ơi, biết bé toàn biết bằng đồ thôi. Nhưng mà tiền mình thì vẫn hơn. Các khỉ. Ô xanh gấu FK rồi. Quà wow, cho nó phát. Mày Nhờn, con này bút bẩn quá, tìm bạn bút bẩn quá. Bẩn vãi. Đi chung đi đấy. Anh khóa cho. Rồi thằng nào nãy đánh Muzat Ziu với cả Elector đúng không? À nhầm. Á à, đù. Thì ra mà chẳng cái chết. Mày không biết là Elector đang đứng ở đây và sẽ khóa từng thằng một à. Con lên đây. Vio. À á à, đù. Từ. Mu này. Ok được rồi. Được rồi đi thôi. Ôi mình hy sinh rồi nhưng mà không sao. Chị Nata đã bảo đi chung rồi mà. Đã bảo đi chung rồi mà. Đi chung đi, khổ quá, không đi chung thì làm sao mà thắng được. Á à, đù, dám chửi team mình kìa. Tí mình sẽ thịt anh Muzat trước. Ok. Đã bảo là đi chung đi, đừng có đi lẻ nữa. Đi lẻ thì làm sao mình phát huy được hết tác dụng nhờ. Ồ không, ồ không, đang thích như thế này, chúng team cứ đi lẻ như này để chúng nó đi chung vã được từng khơi. Thấp thôi, rút lui đi, đừng lên đi khỉ anh là niềm hy vọng cuối cùng của team em rồi. Được rồi, ra hết đây, đi chung, tập hợp đi anh em ơi. Support team bạn đâu? Ziu không chim này. Ziu không chìm, không làm mà vẫn quan qua này. Đấy thì Ziu không chìm. Lần trước khinh thường chủ tịch thang máy. Đừng đùa nha. Ok, mình lên cầu băng xương đấy con ạ. Để ao nhây ở Muzat. À, còn thằng anh mu. Đợi chị Nata ơi. Đợi. Đấy chú bảo ai là bẩn. Đấy chú bảo ai bẩn cơ. Ừ. Lần này ao nhây ngược lại nha. Làm sao? Ai bảo ai bẩn? Ai chơi bẩn đâu? Toàn những idol chơi sạch trong này. AD với mình sẽ về con ạ. Cho chắc chắn thì AD với mình sẽ về. Về. À, anh mù. Trận này anh mù sống quả sao được. Đi về đi để anh đi chung với. Về đi chung đấy. Kéo lên. Tập hợp anh em ơi. Mình đang lo lắng cho sự an nguy của ấy các bạn ạ. Violo. Đã đủ. Thằng Ziu không chim đâu đi được chưa. Thằng Ziu lúc nào nó cũng có ý định đẩy lẻ nhá. Khổ thế nhờ. Lúc nào cũng phải lon ton chạy về. Đây một tí. Còn thằng Ziu không chim đi đây. Ê nó đánh đau quá. Không ăn được con ạ. Nó đánh đau quá. Mình chưa lên được ấy, mình chưa. Ôi nó bắn nó chém chết đấy. Về đi thôi. Em xin chị đấy, chị về đi chị. Con thằng Ziu không chim chém đau quá cuối game rồi. Chả nhẽ giờ lại phải lên ấy. Nó có lên siêu tâm không? Hay, ui giời tuổi ngay. Nó có lên siêu tâm mạnh không? Nó không lên siêu tâm lạnh à? Ngon. Lên đầu thủ thôi, đóng một quả đầu phép rác phép thôi. Cho nó chiến con nào ấy, không sợ nữa. Tầm này, à Ziu nó xanh, đi thì nó xanh. Thì ra là như vậy. 8, 7, 6. Mu kìa. Ok. Vai cả Nata chạy không chạy lên. Cứ đòi đứng ở đấy nhìn. Vai cả Nata. Chịu Nata đấy. Em chịu chị Nata đấy. Chị chơi hay quá. Đã sắp cướp được bùa rồi mà còn đứng ở đấy nhìn. Con này thì tuổi gì rồi anh.
con này thì ăn được chị Nata. Thế mình bỏ thế mà. Thôi chắc là này dán cho mấy tờ dán giấy cái. Nào, ngoan vào đây. Thằng Flo kia đấy mày hùng hổ lắm cơ mà. Hổ báo lắm cơ mà. Thôi anh em lui ra. Không ăn được con này trực diện đâu. Ăn trực diện làm sao mà ăn. Này. Chặn con Jim không chim lại. Cắn bức Jim không chim. Very yes. Được rồi đi thôi. Chạy. Đấy, tốc biến chạy ngay. Tuổi. Khi tâm bất biến thì hãy dùng tốc biến. Tâm bất biến thì hãy dùng tốc biến. Anh em nhìn hiểu cô đấy không? Khi anh em đã có cái chuyện gì nó không ổn rồi ấy thì hãy dùng tốc biến, hiểu chưa? Rồi, quá 600 đam sát thương chuẩn ngon. À, Florentino à. Tú có người yêu à. Tú có người yêu. Ok, vì team bạn quá mạnh nên chúng ta phải đi chung. Từ từ rút, đừng qua ở chỗ đấy. Ôi, 6. Đấy, đã bảo đừng qua chỗ đấy này mà. Mình biết ngay mà, mới chết được thằng Flo thôi mà tìm hổ báo thế nhở. Lùi về đi, ôi thôi xin tính về đánh gấu rồi. Thôi, trận này lại không MVP nữa đi. Sao lại không MVP nữa? Nhon. Nhon, ao nhảy. Ui, không được con ạ. Quá khó cho dùng ao nhảy. Thôi, GG đi nè mà, không win được đâu. Làm sao mà win được con này? À, team AFK mọi người ạ. Không win được đâu, đã bảo là không win được đâu mà xích hay như thế mà. Xích hay như thế mà lại không được mà. Sụp vật có tầm như thế mà team lại không đánh à. Ok rồi. Làm sao cái này cũng không thể trách team mình được. Ok rồi nhá, mình sẽ vào xem thử nhá. Xem thử nào. Cố lên. Wow, MVP, đúng là như mình nghĩ luôn. Sao lại không nghe MVP nhỉ? Đúng không? Sụp quạt có tâm như thế, hỗ trợ 16 luôn. Ok, mình sẽ thoát ra để mình nhận tiền sự kiện đấy. Nhận tiền sự kiện quá nhá. Nhanh này, rồi. Không biết các bạn được bao nhiêu rồi chứ mình cũng được cỡ 50 rồi đấy. Năm chọc rồi. Ồ, đầy luôn này, ngon. Thơm ngon. Ôi, bóng đá này. Ô, sao lại có bóng đá trong này này. Giáp lại. Ôi. Cái gì đây? Đây, mình quay lại bức tranh rồi đấy. Giỏi. Cái gì? Trận đợt đàn này Omega này, em xem nào. Cái gì đây? Cái này là có The Flash này. Keo su này, sao lại nhìn nó buồn cười nhỉ? Giáp này. À, chế độ đá bóng mở à? Xem nào. Thử lên. Thử xem có chế độ đá bóng không. Lag quá. Đâu rồi chế độ đá bóng? Vua tốc độ chưa mở nè. À, vua tốc độ không phải. Đá bóng cơ. À, cũng có chưa mở các bạn, nhưng mà thôi chắc là mình nên kết thúc các bạn. Để hôm nay chúng mình like một xem tí nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.